Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ giới thiệu các bạn claim 1 triệu token blockchain nha các bạn. Thì chương trình airdrop này, claim này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2021 các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn copy cái link của mình nha bạn. Sau đó thì để claim được con này thì các bạn cần có một chút phí BNB Smart Chain nha các bạn. Thì bạn bấm vào trình duyệt đáp nè. Rồi các bạn dán cái link dưới video, link mô tả mình nha bạn. Rồi bạn bấm gỡ. Đây là cái kèo sổ số hên xui nha bạn. Sau khi các bạn sáng vào trình duyệt đáp xong thì các bạn chọn mã BNB Smart Chain nha các bạn. Thì chương trình nó trong chương trình bán hàng VSEL nè các bạn. Các bạn có thể mua từ 0.01 BNB đến max minimum là 10 BNB nha các bạn. Thì các bạn nào có mua thì nhấp vào đây, bạn bấm vào buy mua nha các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn claim free thì các bạn nhấp vào claim nè các bạn. Nó sẽ chuyển các bạn đến với chocolate của các bạn nha bạn. Bấm vào claim nè. Sau khi bấm vào claim thì các bạn phải tốn phí ra là 0.0005 của khoảng 0.3 đô các bạn. Bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Token này sẽ list sàn BankekeSwap nha bạn. Thì những cái kèo này thì nó mang tính chất là hên xui nha bạn. Sau khi mình claim thì mình vào trang BSCScan, mình đã kiểm tra nó đã về được 1 triệu token blockchain nè các bạn. Thì tổng cung của con này tới 10 tỷ, quá là cao luôn mà. Thì các bạn copy con chắc cho mọi link mô tả với video của mình các bạn. Các bạn mở trình duyệt chút collect mình ra nè. Thôi các bạn. Các bạn nhấp vào 3 vô bên cùng nữa các bạn. Các bạn dán con chắc nó vào nữa các bạn. Ai. Hiện tại dự án mới ra nó chưa có cập nhật trên Discord các bạn, nên các bạn cần cập nhật app contract nữa các bạn. Thì các bạn bấm vào thêm tiền tùy chọn mã hóa nè các bạn. Các bạn dán contract nó vào nữa các bạn. Rồi tên thì các bạn trở về trang BC scan của tất cả các bạn copy nha các bạn. Tên là Lochan nè. Tên thì các bạn copy cái dòng này nè các bạn. Blockchain Fancy nè, các bạn copy nè. Hiện tại vì nó chưa có còn airdrop nên gọi là token nha các bạn. Copy. Mình sao chép nè các bạn. Ký hiệu là blockchain thì các bạn trả lời ý chú của tất cả các bạn nè. Chết bà đâu ta. Đây nè các bạn. Tên này các bạn dán vào đây các bạn. Ký hiệu số tài phần là mấy ta phần các bạn, số tập phần là không nghe tất cả các bạn. Hiện tại có 3.618 holder các bạn. Tên blockchain nè, bạn sao chép này các bạn, ký hiệu là không các bạn. Rồi các bạn chạy vào đây nè, các bạn dán vào đây các bạn. Chứ sắp là không rồi các bạn. Rồi bạn bấm nút làm xong rồi tất cả các bạn. Rồi các bạn chạy về thì các bạn sẽ thấy được 1.000 token blockchain rồi các bạn. 1 triệu chứ. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 1.000 token blockchain. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.